Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co68 và chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Bộ Não. Vậy là chúng ta đã cùng bước qua năm mới, năm 2024. Thì đầu tiên mình cũng xin được chúc tới cả các bạn đang xem video này một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, làm mọi thứ đều suôn sẻ, thật là nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Năm 2024 hứa hẹn sẽ là một năm mà có rất là nhiều những cái sự kiện đáng trông chờ trong thị trường crypto. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ ra 3 sự kiện đáng lưu ý trong năm 2024 cùng với mình nha. Nào, hãy cùng bắt đầu. Sự kiện đầu tiên đó là Bitcoin Halving. Thời gian dự kiến diễn ra sẽ là vào cuối tháng 4 năm 2024. Bitcoin Halving đến bây giờ các bạn còn chưa biết là gì thì mình sẽ giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho mọi người hình dung nha. Thì Bitcoin Halving là một cái cơ chế đặc biệt mà do chính cha đẻ của Bitcoin là Satoshi Nakamoto đã tạo nên khi mà ổng tạo ra cái thuật toán của Bitcoin. Để hiểu đơn giản, Bitcoin Halving là cơ chế giảm một nửa phần thưởng cứ mỗi khi đào được 210.000 block. Để nói một cách dễ hiểu hơn ha, đó là Bitcoin được tạo thành từ năm bao nhiêu? Năm 2009 đúng không? Thì từ năm 2009 đến bây giờ, các thợ đào Bitcoin họ cứ đào. Thì cái số lượng Bitcoin được đào nên á, cứ mỗi 210.000 block thì cái phần thưởng trên mỗi block nó sẽ giảm đi một nửa. Để dễ hiểu hơn nha, là vào năm 2019 thì cái phần thưởng cho mỗi thợ đào khi mà họ đào được cái block Bitcoin là 50 bit trên khối Genesis. Xong rồi họ cứ tiếp tục đào, đến khi mà đào được 210.000 block thì lúc này Bitcoin Halving sẽ diễn ra. Và cái cột mốc đó, nó là diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2012. Và đây chính là lần Bitcoin Halving đầu tiên. Thì lúc nãy là 50 bit trên một block đúng không? Bây giờ cái cơ chế là giảm một nửa, là 50 chia 2 sẽ còn 25 bit trên một block. Và tiếp theo, họ sẽ đào 210.000 block. Và lúc này sẽ diễn ra Bitcoin Halving lần thứ 2, là vào ngày 9 tháng 7 năm 2016. Thì cái phần thưởng trên một block lúc nãy là bao nhiêu? 25 chia 2 giảm xuống còn 12,5. Lúc này phần thưởng nó chỉ còn 12,5 bit trên một block thôi. Và cái cơ chế này nó cứ tiếp tục lặp lại, là cứ 210.000 block thì cái lần mà Bitcoin Halving thứ 3 nó là rơi vào ngày 11 tháng 5 năm 2020, thì lúc này là cái phần thưởng nó giảm tiếp một nửa, là lúc nãy là bao nhiêu? 12.5, bây giờ chia 2 ra thì còn 6.25. thì đó, cái lần Bitcoin Halving lần thứ 4 này thì sẽ dự kiến đó là vào cuối tháng 4 năm 2024. Thì các bạn đoán được kết cục rồi đúng không? Đó là phần thưởng trên mỗi block sẽ được giảm đi một nửa, là lúc nãy là 6.25, bây giờ giảm đi một nửa nữa thì là 6.25 chia 2 là 3.125. Là cái lần Bitcoin Halving lần thứ tư này là vào tháng 4 năm 2024 á, thì cái phần thưởng nó chỉ còn là 3.125 Bitcoin trên một block mà thôi. Sở dĩ sự kiện này được anh em crypto vô cùng trông chờ và chờ đón đó là tại vì theo lịch sử 15 năm hình thành và tồn tại của Bitcoin á, thì cứ mỗi lần mà Bitcoin Halving diễn ra là giá của Bitcoin lại lập một cái đỉnh mới. Các bạn nên biết một cái thuật ngữ tên là ATH, đó là All Time High á, có nghĩa là cái mức giá cao nhất mà chúng ta ghi nhận được. Thì cái lần mà Bitcoin Halving năm 2012, cái mức giá All Time High, là cái mức giá cao nhất của Bitcoin, nó là rơi vào 1.100 đô. Và All Time High sau lần Halving 2016 là 19.700 đô. Và lần gần nhất đó là Halving lần thứ 3 năm 2020 thì Bitcoin đã tạo đỉnh cao ở mức gần 69.000 đô các bạn. Vậy thì trong suốt gần 2 năm downtrend, năm 2022, năm 2023, anh em đã gọi là chờ đón rất là nhiều cái sự kiện mà sẽ được diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2024 là Bitcoin Halving, với cái sự trông chờ và hy vọng đó là sau Bitcoin Halving lần này thì giá của Bitcoin sẽ lập một đỉnh cao mới. Chúng ta hãy chờ xem nhé, đó là sau Bitcoin Halving thì giá của Bitcoin nó sẽ lên đến mốc bao nhiêu. Sự kiện số 2 đó là hạn chót phê duyệt Bitcoin Spot ETF. Thời gian diễn ra là ngày 10 tháng 1 năm 2024, tức là sắp tới rồi các bạn, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Thì giữa tháng 10 vừa qua, các bạn còn nhớ là cộng đồng crypto có một phen mừng hụt bởi vì fake news là Bitcoin Spot ETF đã được phê duyệt đến từ một intern thực tập sinh của trang Cointelegraph. Và sau khi mà fake news này được tung ra thì ngay lập tức là giá của Bitcoin đã tăng lên 2.000 giá các bạn, tăng từ 28.000 đô lên 30.000 đô. Và điều này cũng đủ để cho chúng ta thấy sức nặng của sự kiện này. Như chúng ta đã biết thì Bitcoin Futures ETF đã được SEC phê duyệt từ lâu, nhưng mà Bitcoin Spot ETF được phê duyệt mới là cái cột mốc quan trọng đánh dấu mà cộng đồng của chúng ta ngày đêm trông chờ. Thì khác so với Bitcoin Futures ETF thì các quỹ Spot ETF yêu cầu các đơn vị phải lưu ký tài sản cơ sở thực tế chứ không phải là hợp đồng tương lai nữa. Vậy việc làm này sẽ tác động trực tiếp tới nguồn cung cầu của Bitcoin trên thị trường và mang nhiều ý nghĩa với đường giá hơn. Bên cạnh đó thì Spot ETF giúp dòng tiền luân chuyển dễ dàng, liền mạch giữa hai thị trường crypto và đầu tư truyền thống, từ đó mở rộng quy mô, tăng tính thanh khoản cho cả hai thị trường.
Hạn chót gần nhất để SEC đưa ra phán quyết có hay không thông qua với Bitcoin Spot ETF là vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. Đây là ETF được phát hành bởi 21 Shares và ARK, có tên là 21 Shares ARK Bitcoin ETF. Sau nhiều nỗ lực tích cực đến từ Quốc hội Mỹ và những nhà phát hành, thì khả năng đó là Bitcoin Spot ETF sẽ được thông qua vào năm 2024 sắp tới đây. Và như các bạn thấy, nếu như mà Bitcoin Spot ETF được thông qua, thì đó chính là phát súng châm ngòi để cho sự tăng trưởng dài hạn của năm 2024 sắp tới. Không chỉ dừng lại ở đó, Bitcoin Spot ETF sẽ mãi mãi thay đổi cách nhìn của nhà đầu tư đối với thị trường crypto, bởi vì nếu như mà nó được thông qua và giám sát bởi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ SEC, còn gọi là SEC, thì Bitcoin sẽ không còn gọi là tiền ảo nữa. Sự kiện số 3 là bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, thời gian dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Một điều khá là trùng hợp đó là chu kỳ bầu cử tổng thống Mỹ lại trùng hợp với chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Vào năm 2012 thì Bitcoin halving vào tháng 11 năm 2012, bầu cử tổng thống Mỹ cũng là vào tháng 11 năm 2012 và đến tháng 4 năm 2013 Bitcoin đã lập đỉnh ETH. Năm 2016, Bitcoin halving vào tháng 7 năm 2016, bầu cử tổng thống Mỹ cũng trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017 thì Bitcoin lại tạo đỉnh mới. Năm 2020 là Bitcoin halving vào tháng 5, bầu cử tổng thống Mỹ là vào tháng 11, thì sau đó tháng 11 năm 2021 Bitcoin lại tạo đỉnh mới. Ngoài sức ảnh hưởng từ câu chuyện trùng hợp trên thì chắc chắn là kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới cũng sẽ ảnh hưởng phần nào ít nhiều đối với thị trường crypto, bởi lẽ thì sự ủng hộ hay là những chính sách về tài chính, kinh tế, chính trị của mỗi vị tổng thống khác nhau thì sẽ là khác nhau. Thời gian bắt đầu bầu cử để chọn ra vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2024 và vị tân tổng thống sau đó sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 vào của năm sau, tức là năm 2025. Và trên đây là 3 sự kiện đáng chú ý trong năm 2024. Ngoài ra thì sẽ còn một số những sự kiện nhỏ nhỏ hơn mà các bạn có thể chú ý ở bên dưới. Mình sẽ để một cái link bài viết để nếu mà các bạn quan tâm thì có thể đọc full bài viết của con 68 ở bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết video này. Đừng quên hãy cho mình một like và một subscribe cho kênh con 68 TV để có thể hẹn gặp Jenny ở những số sau của bộ não nha. Bye bye mọi người.